Rồi, hello, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ quay cho mọi người một cái con sót tới Mỹ nha, rất là đẹp mọi người. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng mình đem ra ngoài trời để mình quay cho mọi người xem thật là rõ cái tình trạng nha. Thì cái con này theo mình đánh giá về cái cảm nhận của bản thân mình nha, thì nó là một cái con được lưu trữ rất là đẹp mọi người. Rất là đẹp. Ở đây nó hơi chói sáng mọi người, để cho mình quay bên đây mọi người. Nói chung là phải cố tìm cái góc nào đó để quay cho nó ít bị chói sáng nhất có thể, mà để mọi người nhìn rõ được cái tình trạng của nó. Thì cái con này mình đánh giá nó là rất là đẹp mọi người, rất là đẹp. Tại vì nó được dạng như là bảo quản lưu trữ người, và nếu mà người nhìn qua những cái chỗ mà tiếp điểm như là những cái con ốc này nè, mình thấy ốc không, mặt trên nè, mặt dưới nè, đó mình thấy không, và những cái kẽ nè, thì mọi người sẽ biết được cái con này là một cái con mà chưa dùng mọi người, chưa dùng đó, mình thấy không, cái con ốc nó còn sáng nè, nó không có đóng bụi trong những cái kẽ của những cái phần nhỏ nhất luôn này, mình thấy không? Đó, những cái phần này nó vẫn còn rất là sáng. Đó. Và cái nước mạ vàng của nó còn màu vàng rất là đẹp, đúng không? Vàng rất là đẹp. Rất đẹp mọi người, rất đẹp. Thì cái dòng này thì size nó là 6214 và lộn 6209 mọi người, mình nhầm, này dòng Shorter, và cái kích thước khung của nó là 14 nha. Ở trên đây thì nó sẽ dập BL Ray-Ban USA mọi người. Và cái con này thì là nếu mà người tính cái này là một cầu đi, thì cái này cũng không gọi là ba cầu, nhưng mà nó có thêm một cái cầu nhựa để chức năng này là cản mồ hôi được người. Và người thấy là những cái tiếp điểm của nó là nó rất là sáng đẹp, thấy không? Rất là sáng đẹp luôn. Tuy nhiên nó cũng có những cái khuyết điểm nhẹ cho người, đó là cái con ve này là cái con ve zin, còn cái BL mọi người thấy còn in BL bên trong, và nó đã đổi màu rồi, nó đổi màu do thời gian lâu ngày người. Một cái thứ nữa là mọi người thấy là vì là do hàng lưu trữ nên là nó có những cái điểm mà bị rợp nhẹ giữa cái tiếp xúc giữa cái kính và cái gọng mọi người. Tại vì nếu mà lưu trữ thời gian dài á, thì cái hơi ẩm hay là những cái bụi bặm nó dễ bám trong cái kẽ, và nó dễ gây ra cái tình trạng là nó sẽ có những cái vết rợp rất là nhẹ mọi người, thấy không? Nó không phải gọi là gỉ sét đâu, nhưng mà nó sẽ kiểu như gợp nhẹ lên mọi người. Tuy nhiên là cái này nhìn kỹ mới thấy người, còn lại nếu mình đeo tổng quan thì nó vẫn rất là đẹp người. Những cái dòng này tại vì được lưu trữ thời gian dài người, nên là đó là một cái tình trạng chung rồi, không thể nào tránh khỏi người. Thì những cái con này nó cũng rất lâu rồi người, rất lâu rồi. Trồng thì theo mình đánh giá thì gần như là 99% người, không có một vết xước nào cả, kể cả xước lông mèo nha người, mình thấy không? Nó được lưu trữ mà, tại vì lưu trữ nó là chưa dùng, nó là một cái hàng trưng bày xong rồi họ lưu kho, người họ lưu giữ, không có dấu vết của việc sử dụng luôn người. Rất là đẹp luôn. Mọi người thấy những cái chỗ mà tiếp điểm này nó còn gần như là nguyên bản, nguyên vẹn luôn á. Nó không có một cái vết dơ bụi nào cả, cũng kể cả như là vết xỉn nó cũng không có luôn rồi. Để mình zoom lên cho mọi người xem nha. Đó, đó thấy không? Cái phần tiếp điểm của nó, thấy không? Mình thấy không? Rất là sáng, rất là sáng. Sáng đẹp lắm, đẹp, con này đẹp.
trong những cái này mà thấy còn không có cái kẽ, nó không có một chút bụi luôn rồi, thấy không? Nó rất là đẹp luôn và nó sáng. Nhìn chung thì mọi người thấy là như cái con này đi, nó bị do thời gian nó bị một vài cái vết nhẹ nhẹ ở đây thôi, cái còn lại mọi người thấy là nó là một cái con khá là hoàn hảo để mọi người có thể mua sử dụng. Và thực chất thì cái này nha, những cái vết này mình nghĩ là nó sẽ không phải vết gỉ sét đâu, nên là nếu mọi người dùng thì vẫn bình thường, 5, 10 năm, 20 năm nó vẫn sẽ không sao, rất là chất lượng. Tại vì mọi người nhìn thấy cái lớp mạ vàng của nó vẫn rất là vàng, vàng vàng rực luôn, gần như là mới, thấy không? Đẹp, trong con này đẹp. Dòng Shorter. Rồi ok, đó mình quay rõ nhất có thể cho mọi người xem. Và con này mình sẽ bán giá là 4 triệu nha người, 4 triệu. Đó thì mình sẽ để yên một vị trí và rất là rõ cho mọi người đánh giá nha, tại vì cái clip quay nó sẽ thể hiện rõ cái sản phẩm hơn là cái hình chụp như người, nên là mình sẽ cố gắng quay kỹ nhất có thể, nên là mọi người hạn chế yêu cầu chụp thêm hình nha, tại vì chụp hình thực chất nó sẽ không có trung thực bằng cái việc quay trực tiếp này đâu người, quay trực tiếp này nó là trung thực nhất rồi. Tình trạng và khi mang ra ngoài trời vậy thì nó là một cái hình ảnh thu vào rất là chân thực cái sản phẩm luôn, tại vì mình quay ở trong phòng làm việc á, thì nhiều khi cái ánh sáng đèn nó dư thiếu người, nên là nó sẽ không có rõ, nó không có cái độ chân thực cho cái sản phẩm đâu, nên là cái này mình mang ra ngoài mình quay cho người xem để mọi người chốt luôn. Rất là đẹp người, con này thật sự là rất là thích hợp để mọi người có thể mua dùng nha, rất là đẹp mọi người. Một cái con được hàng được lưu trữ, hàng được lưu trữ là chưa qua sử dụng người, lưu trữ là chưa qua sử dụng nó và được lưu kho tại Nhật mình mới và mình đấu giá về nha. Một cái con rất là đẹp. Rồi ok, đó thì con này là con Shorter 62 người BL. Thì đời con này thì có lẽ là thập niên 80 hay 90 gì đó mọi người, mình không rõ tại vì nó sẽ không có cái giấy xuất xứ gì cả. Và nếu mà nó có dập phun cát BL và Ray-Ban đây thì nó thường đã rơi vào tầm những năm 80-90 mọi người, 80-90 rất là lâu rồi. Rồi ok, đó. Mọi người chốt con này thì có thể liên hệ mình nha, mình sẽ đánh dấu con này là một con Shorter. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Mình sẽ viết trên tiêu đề ngày 18 tháng 6 đó, ngày 18 tháng 6 một cái con Shorter 62 ngày 18 tháng 6. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Con này 4 triệu chẳng người. Mọi người mua hàng thì cho những ai mà chưa bao giờ giao dịch bên mình thì những cái con mà như thế này thì mọi người sẽ phải cọc trước 200.000 và thu cost cho những ai mà giao dịch lần đầu cảm thấy không yên tâm nha. Còn nếu mà giao dịch rồi thì cứ chuyển khoản đủ thì mình sẽ bao phí ship cho người. Thì mọi người lưu ý nha, hiện tại tại vì mình bị shipper làm mất hàng và họ không có bồi thường, tại vì cái hàng nếu mà không có khai bảo hiểm khai giá thì họ thường họ không đền, hoặc họ đền chỉ có tầm 50-60% thôi. Thì những cái hàng giá trị cao này thì do đó mình sẽ áp cái bảo hiểm vào, nên là cái phí ship của nó sẽ cao nha, nó bảo hành hàng hóa người, nên là cái phí ship những cái con mà tầm giá mà 4-5 triệu như vậy thì nó sẽ có thể lên tới tầm 100.000 toàn quốc như người. Mọi người lưu ý nha, nên là cái phí đó buộc là mọi người nếu mà mọi người chỉ đặt cọc và thu cost thì mọi người sẽ phải trả cái phí ship đó nha. Còn nếu mà mọi người chuyển khoản luôn thì mình sẽ chịu cái phí ship đó luôn nha mọi người, và
hàng giao tới tay thì mọi người chỉ nhận thôi. Đó, một con hàng rất là đẹp. Mình sẽ zoom cái chữ Ray-Ban lên cho mọi người xem. Đẹp lắm. Cái chữ Ray-Ban nó còn mới luôn, nó còn mới, không có một cái vết bụi luôn rồi. Đó, mọi người rất rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi ok, mình dừng clip đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.